Vinfast bất ngờ công bố ba mẫu xe mới nhất của mình, đó là VF31 SUV cỡ vừa hạng C, VF32 SUV cỡ trung hạng D, VF33 SUV full size hạng E. Trong đó, VF32 và VF33 đều có hai phiên bản máy xăng và máy điện. Theo như Vinfast cho biết, thì cả ba mẫu xe SUV đều cung cấp tính năng tự hành cấp độ 2, 3 với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm. Hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Trong đó tính năng tự hành cấp độ 3 chỉ có một số ít xe trên thế giới được trang bị mà thôi. Các tính năng an toàn trên cả ba mẫu xe SUV này cũng được đánh giá khá cao đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất của ba phiên bản VF31, VF32, VF33 sử dụng hệ thống cảm biến hiệu suất cao gồm cảm biến LiDAR, 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa đến 687m, 19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý ở tốc độ cao trên 100km h Hơn nữa, hệ thống tự lái còn sử dụng con chip Orin X có thể xử lý đến 200 g dữ liệu trên một giây, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần các loại xe tự hành ở thời điểm hiện tại. Trên bản cao cấp nhất của ba xe còn trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều duy nhất trên thị trường, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, triệu hồi xe cùng với khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh. Nói về tổng thể thì với chiều dài 4.300 mm, trục cơ sở dài 2.611 mm, màn hình trung tâm từ 10 cho đến 12,8 inch, hệ thống điều hòa sử dụng màn lọc HEPA có màng lọc than hoạt tính, sưởi vô lăng, sưởi ghế và thông gió đối với bản cao cấp. Nói về động cơ nam châm vĩnh cửu thì công suất là 85 kW cho động cơ điện, mô men xoắn cực đại 190 nm pin dung lượng là 42 kW Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc là 300 km. Nó về tiêu chuẩn an toàn theo Euro NCAP 5 sao bản cao cấp, Asian NCAP 4 sao đối với bản tiêu chuẩn. Đó là những thông số căn bản của dòng xe SUV điện trong phân khúc hạng C VF31. Còn nói về thông số kỹ thuật VinFast VF32 SUV cỡ trung trong phân khúc hạng D thì với tổng thể chiều dài là 4750 mm, trục cơ sở dài là 2950 mm, màn hình trung tâm là 15,4 inch, hệ thống đèn nội thất điều chỉnh đa màu, hệ thống điều hòa sử dụng màn lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính, sưởi vô lăng, sưởi ghế và thông gió. Xe điện với hai động cơ điện 500 vĩnh cửu, công suất là 300 kW và mô men xoắn cực đại là 640 Newton với bản cao cấp. Một động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất là 150 kW, 320 N đối với bản tiêu chuẩn, pin dung lượng là 90 kW và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy đó là 504 km, đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất Euro NCAP 5 sao. Đối với dòng xe xăng thì sử dụng động cơ cao cấp 2.0, công suất là 141 kW, 189 mã lực, mô men xoắn cực đại là 280 N. Còn nói về thông số kỹ thuật của dòng xe VinFast VF33 SUV cỡ đại trong phân khúc E. Tổng thể dài là 5.120mm, trục cơ sở dài là 3.150mm, màn hình trung tâm là 15,4 inch, hệ thống đèn LED Matrix, kính trần toàn cảnh diện là 2,63m2, chống tia UV 99% đối bản cao cấp. Xe điện sử dụng hai động cơ điện 500 vĩnh cửu công suất là 150 kW, pin có dung lượng lên đến là 106 kW, quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 550 km, tiêu chuẩn an toàn cao nhất NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao. Đối với dòng xe xăng thì sử dụng động cơ cao cấp 2.0, công suất là 170 kW với 228 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 nm vinfast hy vọng với ba mẫu xe mới này có thể thống lĩnh thị trường không chỉ trong nước mà có thể vươn ra đến thị trường châu âu Cũng khá bất ngờ nhiều người chia sẻ thấy thương hiệu VinFast, đặc biệt là dòng xe VinFast Vario, ở chạy ở trên đường Việt Nam cũng khá là nhiều trong thời gian gần đây. Phải khẳng định rằng xe lắp ráp trong nước đã có một năm kinh doanh rất thành công khi để lại dấu ấn sâu đậm ở hầu hết các phân khúc. Nổi bật của các loại xe lắp ráp trong nước vốn được người dùng rất quan tâm, trong đó có dòng xe mang thương hiệu Việt đầu tiên VinFast Vario, VinFast Look A2.0, cả dòng xe Kia Seltos, Mazda CX-5, Kia Seltos, Kia Cerato. Thương hiệu Việt VinFast phải nói là kẻ sinh sau đẻ muộn, nhưng VinFast Radio đã làm nên kỳ tích. Khi vượt mặt đế chế xe Hàn hùng mạnh với đại lý đại diện Hyundai Grand i10 và cả Kia Morning. Vừa qua, VinFast bất ngờ công bố danh số mẫu xe hạng A và khiến cho các đối thủ trong cùng phân khúc trao đảo lợi thế sân nhà cùng với chiến lược tiếp cận khách hàng bài bản giúp cho VinFast Fabio tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Lần đầu tiên Kia Morning cũng như là Hyundai Rennie 10, những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc hạng A, phải lép vế trước một sản phẩm của một thương hiệu ô tô non trẻ. Liên tục dẫn đầu trong phân khúc xe hạng A và thường xuyên được nhắc đến trong top 10 xe bán chạy đó là một thành tích đáng tự hào đối với một dòng xe lắp ráp trong nước như là VinFast Fadio. Nếu như trước đây Toyota Camry đó là chùm doanh số trong phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng Việt Nam, thì hiện nay danh chứng đó thuộc về VinFast Look A2.0. Sự thành công này đó là hệ quả của chương trình ưu đãi mạnh tay của VinFast và đầu tiên là chiến lược hạ giá sau khi áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng trả thẳng Giá xe chỉ còn 928 triệu, thấp hơn giá khởi điểm của Toyota Camry là 1 tỷ 029 triệu đồng Việt Nam. Chương trình hỗ trợ trước bạ không đồng giúp khách hàng tiết kiệm số tiền lên tới 20 triệu đồng khi làm thủ tục lăn bánh, tạo lợi thế hơn hẳn với đối thủ Toyota Camry. Vốn là xe nhập khẩu nên chi phí lăn bánh sẽ tốn kém hơn do không được hưởng chính sách hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ từ chính phủ trong thời gian vừa qua. Dòng xe Kia Seltos vừa chào hàng ở trong nước đã cháy hàng. Đó là một trong những số mẫu xe ít là mẫu xe lắp ráp trong nước tạo được một tiếng vang ngay từ đầu ra mắt. Bên cạnh việc giúp cho Kia vượt được số đơn đặt hàng lớn thì Kia Sotos còn đẩy Toyota Corolla Cross 2020 và chiếm lấy ngôi vương trong phân khúc SUV với doanh số lên đến gần 2.000 xe. Do quá hút khách nên Kia Sotos đã cháy hàng và Kia Việt Nam phải tăng công suất vận hành của nhà máy để đủ xe giao đến tay của khách hàng thế mạnh của kia seltos đến từ thiết kế vẻ bên ngoài trẻ trung mạnh mẽ và ngay sau khi bức ảnh đầu tiên được công bố thì khách việt đã dành nhiều lời khen ngợi cho mẫu xe này dòng xe suv mới toanh này kia seltos sở hữu thiết kế ấn tượng khác biệt hoàn toàn với những mẫu xe hiện có ở trên thị trường ở trong nước bởi thế mẫu xe suv này tạo ra sức hút rất lớn sau khi trình làng và đến tay khách hàng sử dụng và cảm nhận Trong thời điểm này thì thị trường xe ô tô Việt Nam lại liên tục đón nhận những chương trình khuyến mại giảm giá sâu do nhiều hãng xe cũng như là nhiều đại lý triển khai. Theo báo cáo từ Cục Nông nghiệp Bộ Công Thương, nhóm ngành sản xuất xe có động cơ cải xe ô tô có chỉ số tồn kho tăng lên đến là 129,6%. Ngành này cũng là một trong những nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh nhất với mức giảm đến 24,4%. Để tự cứu mình thì các hãng cũng như là những đại lý đã ra sức tung dồn dập những chương trình khuyến mãi. Giảm giá sâu để giành giật thị phần trong đó có không ít mẫu xe giảm giá mạnh lên đến vài trăm triệu, thậm chí đến cả tỷ đồng Việt Nam. Điển hình đó là mẫu xe BMW X7 giảm đến 1,1 tỷ đồng. Giảm mạnh nhất thị trường có thể nhắc đến đó là mẫu xe này. Các đại lý BMW thông báo áp dụng giảm giá BMW X7 từ 7 tỷ 499 triệu xuống còn 6 tỷ 849 triệu với lý do là thị trường đang gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên mức giảm 650 triệu đồng đó là hạn mức cho phép của Trường Hải tùy thuộc vào khách thương lượng và thực tế đại lý có thể giảm thêm cho khách nhiều khoản khác tổng mức ưu đãi có thể đến 1,1 tỷ đồng Việt Nam. Ở tại thị trường trong nước thì BMW X7 được Trường Hải Thaco phân phối duy nhất một phiên bản X7 SDrive 40i lắp máy xăng 6 xi lanh thẳng hàng dung tích là 3.0 tăng áp cho công suất tối đa là 335 mã lực tại 5.500 vòng trên một phút và mô men xoắn cực đại là 450 Nm có được tại giải vòng tua là 1.500 đến 5.200 vòng trên một phút sức mạnh được truyền xuống bốn bánh e thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Kế đến đó là dòng xe Range Rover và giảm giá cao nhất lên đến 1 tỷ đồng Việt Nam. Vừa qua, Land Rover Việt Nam bất ngờ tung chương trình ưu đãi lên đến cả tỷ đồng dành cho cặp đôi. Dòng xe Range Rover Evo và Range Rover Vogue ở tại Việt Nam. Cụ thể dòng hai dòng xe này nhận mức giảm 1% trên giá bán. Sau ưu đãi giá bán niêm yết của hai mẫu SUV đều giảm mạnh, trong đó Range Rover Evo giảm đến gần 1 tỷ đồng và Range Rover Evo có giá niêm yết dao động từ 3 tỷ 015 triệu cho đến 4 tỷ 230 triệu đồng dành cho 4 phiên bản đối với Range Rover Evo. Phần khúc SUV có giá cao hơn mặt bằng chung của thị trường xe ô tô giao động từ 8 tỷ 586 triệu cho đến 8 tỷ 975 triệu đồng Việt Nam. Chương trình ưu đãi của hãng xe Anh Quốc áp dụng đến khuyến mãi khủng nhất kể từ khi thời điểm chính thức tiếp quản Land Rover của Phú Thái Mobility ở tại Việt Nam. Với động thái này thì đại lý nhằm mục đích đẩy hàng tồn vào dịp cuối năm và bước sang năm mới đón những dòng xe mới hơn với thương hiệu Mỹ đầy mạnh mẽ Ford Explorer đã giảm sâu gần nửa tỷ đồng Việt Nam sau ba đợt giảm giá trong năm. Ford Explorer đời 2019 rớt giá liên tục chỉ còn gần 1,9 tỷ đồng Việt Nam, tức là giảm hơn đến 338 triệu. So với giá niêm yết trước đó của hãng xe này là 2 tỷ 268 triệu đồng. Mẫu xe Ford Explorer đời 2018 thì lại được các đại lý xả hàng với giá bán rất là hấp dẫn chỉ hơn 1,8 tỷ đồng, tức là giảm 468 triệu, mức giảm được cho là rất hấp dẫn đối với mẫu xe SUV cỡ trung cao cấp, hạt nhập khẩu nguyên chiếc từ Hoa Kỳ. Dù là giảm sâu chạm đáy như vậy, nhưng doanh số bán ra của Ford Explorer vẫn không đạt kết quả tốt. Theo báo cáo của VAMA, mẫu xe này chỉ đạt 33 xe được bán ra cho đến thời điểm hiện tại, tức là giảm đến hơn 53%. Dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, xe thuộc phân khúc SUV cỡ trung cao cấp. Ford Explorer tại Việt Nam chỉ có duy nhất phiên bản sử dụng động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.3 EcoSport cho dòng Explorer. Công suất là 269 mã lực tại 5.500 vòng trên một phút. men xoắn cực đại là 420 Newton tại 3.000 vòng trên một phút.